để và xếp lên thành một cái tháp và chích những cái củi đun lên cái tòa tháp luôn các bạn. Nhưng mà cái giả thuyết đó thì bác bỏ, bởi vì các nhà khoa học đã chỉ ra rằng khi mà những cái vật sống nó còn rất yếu, xếp lên thì nó sẽ, khi mà đun lên đó, thì nó sẽ bị sập. Và giả thuyết thứ hai là người ta cho rằng là có những chiếc vữa, tức là xây nhà thì phải có xi măng đúng không các bạn? Thì đây người ta nói là những chất kết dính đó là hợp chất phụ gia và một mí. Tuy nhiên thì khi mà các nhà khoa học tách hai cái cục gạch đó ra thì là bên trong là không có một cái chất kết dính nào cả. Vì vậy cho tới ngày nay cái công trình này cũng là cách xây dựng công trình cũng là một ví dụ.